Hành hương công giáo. Chuyến đi thứ 24, nhà thờ chính tòa Kitô vua Nha Trang. Người soạn bài: Linh mục Doan Kim Nguyễn Quốc Nam. Người dẫn đường: Nguyễn Thiên Thanh. Khi đến với Nha Trang, thành phố đẹp tựa trong mơ, không chỉ người công giáo mà người ngoại giáo cũng đều nghĩ đến việc hành hương. Nhà thờ núi Nha Trang hay còn được biết đến với tên quen thuộc khác, thường được các hướng dẫn viên du lịch gọi là nhà thờ đá Nha Trang. Tuy nhiên, quý bạn có thể bất ngờ khi tên chính thức đầy đủ của địa điểm hành hương nổi tiếng này là nhà thờ chính tòa Kitô vua. Hôm nay, Thiên Thanh sẽ dẫn quý bạn đến đây khám phá những nét đặc sắc của ngôi nhà thờ này, cũng như tìm hiểu nguồn gốc của tên gọi ấy nhé. Trên chặng đường hành hương xuyên Việt, nhóm hành hương công giáo xin mời mọi người cùng nhau xuôi về dạ đất miền Trung. Nói theo ngôn ngữ công giáo là nơi các giáo phận thuộc giáo tỉnh Huế hiện diện. Đến với giáo tỉnh Huế, chắc chắn các bạn sẽ được ghé thăm thông qua những hướng dẫn viên đại tài những địa điểm nổi bật, những niềm tự hào của các giáo phận: Tổng giáo phận Huế, giáo phận Ban Mê Thuộc, Đà Nẵng, Kon Tum, Quy Nhơn và Nha Trang. Hôm nay, trên chuyến xe hành hương này, xin mời mọi người ghé lại mảnh đất của giáo phận Nha Trang, thân thương của chúng con, một mảnh đất được biết nhiều về tiềm năng du lịch biển, nhưng bên cạnh đó cũng không kém phần linh thiêng. Trước khi đến với điểm hành hương, con mời mọi người cùng nhau sơ lược đôi nét lịch sử hình thành của giáo phận chúng con. Giáo phận Nha Trang được Đức Giáo Hoàng Pio XII thiết lập ngày 5 tháng 7 năm 1957 với sắc chỉ Christus Laetissimo, lấy hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận của giáo phận Tông Tòa Quy Nhơn và tỉnh Bình Thuận của giáo phận Tông Tòa Sài Gòn để thành lập giáo phận Tông Tòa Nha Trang. Nhưng theo thời gian, xét về nhu cầu mục vụ, ngày 30 tháng 1 năm 1975, Tòa Thánh lại ban sắc chỉ tách Bình Thuận ra khỏi giáo phận Nha Trang để thành lập giáo phận Tông Tòa Phan Thiết. Như thế, cho đến ngày nay, giáo phận Nha Trang chỉ còn hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận. Khi đến với giáo phận Nha Trang, nếu may mắn gặp được người dẫn đường xịn, chắc chắn các bạn sẽ được ghé thăm các địa điểm hành hương công giáo nổi tiếng đầy sức hấp dẫn như nhà thờ chánh tòa Nha Trang, nơi đặt ngai tòa của giáo mục giáo phận, Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang, vườn ươm ơn gọi linh mục triều cho ba giáo phận Nha Trang, Quy Nhơn và Ban Mê Thuộc. Nếu may mắn hơn, bạn sẽ được ghé thăm tòa giám mục Nha Trang. Nơi đây, bạn sẽ được nhìn lại những di vật của Đức Hồng Y Tôi Tớ Chúa Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, cũng như thăm lại căn phòng ngài đã từng sống và làm việc từ năm 1967 đến năm 1975. Và nếu gặp được thổ địa, bạn hãy yêu cầu dẫn bạn đến giáo xứ Cây Vong, nơi Đức Hồng Y Thuận đã ở. Bạn sẽ được nhìn lại căn phòng hiện nay đã được sang sửa lại, nơi ngài đã từng ở. Cũng chính tại đây, sách Đường Hy Vọng đã ra đời, mà những bản thảo đầu tiên chỉ là những rẻo lịch cũ. Nếu may mắn hơn, bạn sẽ gặp được những nhân chứng còn sống, sẽ được nghe họ kể về những câu chuyện rất đời thường về Đức Hồng Y mà không sách vở nào kể lại. Hôm nay, nhiệm vụ của con là dẫn mọi người đến ngôi nhà thờ chánh tòa Nha Trang. Tên chính thức và đầy đủ
là nhà thờ chính tòa Kitô vua. Tuy nhiên, nó lại được biết đến với những tên gọi khác như nhà thờ núi, nhà thờ đá, hay ai rành hơn một chút thì gọi là nhà thờ ngã sáu. Nhà thờ có những tên gọi này là do nó nằm trên một ngọn đồi ngay ngã sáu trung tâm thành phố Nha Trang và được xây bằng táp lô xi măng, dùng đá chỉ để lát đường đi lên. Nhà thờ có chiều dài 36m và chiều ngang 20m, được xây theo kiến trúc Gothic. Không gian bên trong nhà thờ mang hình thánh giá, tạo thành 3 phần chính: cung thánh, hành lang rước lễ và khu vực giáo dân. Trên cung thánh, ngoài bàn thờ và nhà tạm, bạn sẽ được chiêm ngắm 5 khung kính màu mỗi khi có ánh nắng chiếu vào: hình Chúa Kitô vua, Đức Mẹ, Thánh Giuse, Thánh Teresa hài đồng Giêsu và Thánh Trinus Gekhe. Nhà thờ có tháp chuông rất lớn, gồm 3 quả chuông được dâng kính cho Thánh Teresa hài đồng Giêsu, Thánh Khu Nót Thể và các thánh tử đạo Việt Nam. Nét độc đáo của nhà thờ chính là bộ chuông đồng được treo trên tháp chuông này. Đây là những quả chuông do hãng chuông nổi tiếng Pondo Carillon của Pháp chế tạo và cung cấp. Trên tháp chuông còn có gắn một chiếc đồng hồ lớn có 4 mặt quay ra 4 hướng. Đồng hồ vẫn hoạt động đều đặn và đánh chuông đúng giờ. Bên cạnh đó, để khai thác hiệu quả ánh nắng mặt trời của hai hướng đông và tây, các nhà thiết kế đã cho lắp nhiều loại kính màu xanh, đỏ vào các cửa vòm, cửa hoa hồng. Tất cả đã tạo nên một cảnh sắc tuyệt đẹp và nhẹ nhàng, trang nghiêm vốn có của một nơi thờ phượng. Bên cạnh đó, nếu quý bạn là người thích chụp ảnh thì không thể bỏ qua không gian hai bên hành lang nhà thờ. Chắc chắn đó sẽ là địa điểm lý tưởng để có những tấm ảnh lung linh đầy kỷ niệm với Nha Trang. Phía dưới nhà thờ là quảng trường Đức Mẹ với lễ đài Ave Maria có tượng Đức Mẹ Ban Ơn được làm bằng đá cẩm thạch. Nếu bạn đến nơi này vào ban đêm, bạn sẽ được thấy những hình ảnh hết sức đạo đức. Mọi người ngồi lại với nhau dưới đài, cùng nhau dâng lên mẹ những lời kinh mân cô nhiệm màu. Bên cạnh đó, bạn cũng không nên bỏ qua việc viếng các phần mộ của các đức giám mục đã từng là chủ chăn của giáo phận: Đức cha Mác-khe Phi Quyết Lợi, Đức cha Phao-lô Nguyễn Văn Hòa và Đức cha phó Phê-rô Nguyễn Văn Nho. Nhà thờ chính tòa là nơi đặt ngai tòa của vị giám mục giáo phận, là dấu chỉ và biểu tượng của quyền giảng dạy, cai quản và xét xử. Đây cũng là nơi thường diễn ra các lễ đại triều, truyền chức, lễ dầu của giáo phận. Đây là những thánh lễ mà linh mục đoàn giáo phận sẽ hiện diện bên giám mục của mình để cùng với toàn thể dân Chúa trong giáo phận dâng lên lời tạ ơn Thiên Chúa. Nhà thờ chánh tòa Nha Trang không chỉ là một nơi thờ phượng tôn nghiêm mà còn là một biểu tượng du lịch của tỉnh Khánh Hòa, là một địa điểm quý bạn không thể bỏ qua dù bạn có là người Công giáo hay ngoài Công giáo. Mến chúc quý bạn có chuyến hành hương online ấm áp và gặt hái được nhiều điều hữu ích. Khi dịch Covid-19 được khống chế, chúng ta sẽ cùng nhau phát ba lô tới Nha Trang thăm nhà thờ chánh tòa Kitô vua nhé. Thiên Thanh xin hứa sẽ chỉ cho bạn từng viên gạch nơi mảnh đất thiên này. Bạn cũng có thể gặp và trò chuyện cùng cha Doan Kim Nguyễn Quốc Nam, chủ nhân của bài viết. Và biết đâu đấy, bạn sẽ được ngài tặng món quà làm kỷ niệm nào đó. Tin mình đi!